Rồi xin chào tất cả anh em tiếp tục ở video này em lên sóng với anh em hai món cây dên với cái lốc bơm đời 2000 nha anh em. Đầu tiên em xin nói cây dên trước đi. Dên là chủ đề hot mà, dên em đăng nhiều hết nhiều dên không đủ bán nữa. Dên này là dên tình trạng là dên zin chưa ép. Mặt đạn zin theo xe luôn nha anh em. Da băng NTN dên đầu lửa rất đẹp anh em. Cái dên này nói chung đầu lửa rất là đẹp luôn. Anh em chơi nếu mà anh em mà chuyên chơi trăm mười anh em nhé. Nhìn sẽ biết cây dên này chạy ít hay chạy nhiều ấy. Đó. Anh em chuyên chơi trăm mười anh em nhìn sẽ biết cây dên này chạy ít hay chạy nhiều anh em. Bao tóc cho anh em nha, cây dên găng cỏ rất đẹp luôn. Đầu lửa rất đẹp. Bao mọi thể loại nha anh em, ốc tán ra vô nhẹ nhàng nha. Dên đúng dên quay thái trăm mười. Tay cáp L nè anh em, 44. Đó. Dên vàng cháy à, tại vì em quay đèn led anh em thấy không vàng dữ đâu. Nhưng mà ban ngày nè anh em nhìn cái dên vàng cháy à. Đầu lửa siêu đẹp, không miếng gỗ luôn. Anh em gờ cũng không có miếng gợn là gì luôn. Gờ cũng không miếng gợn luôn nha anh em. Cái dên nè, đúng dên quay 110 nè, một bên có số nè, số 11 nè anh em thấy không? Một bên má có chữ N nè, đúng dên quay 110 thái anh em ha. Nó mặt đạn theo xe nè, nó còn cái chuyện mặt đạn này em có nói với anh em rồi, có đời nó có đóng, có đời nó không có đóng anh em. 304 nha. Đó, dên vàng cháy như vàng 24. Dên này á găng cỏ đồ cũng rất là đẹp tuyệt vời ở mặt trời hết anh em. Đầu gơ nè. Anh em thấy không? Nhích một chút xíu nghe anh em. Đó. Rồi. Đầu lửa thì thôi, đẹp khỏi bàn luôn. Cái dên này đầu lửa rất là đẹp anh em. Không miếng gỗ là gì nữa anh em chơi. Nhưng mà anh em chơi chiên là anh em nhìn sẽ biết cái dên chạy ít hay chạy nhiều. Còn lốc bơm này là lốc bơm cũng thuộc dạng hàng hiếm nè. Lốc bơm quay thái 110 đời 2000. Nói chung á, cái lốc bơm này anh em ít gặp lắm nghe anh em. Đúng quay thái 110 nha. Nó chỉ đâu có đóng chữ KFL thôi, chứ nó không có đóng chữ KFLF trừ 1, trừ 2, trừ 3 như mấy cái lốc bơm khác. Chỉ có đời 2000 mới có cái này nghe anh em, KFL này nghe. Nó còn mình cũng lốc bơm đời 2000 có lỗ bắt ốc này nè, còn đời 99 không có nghe anh em nghe. Nhìn phân biệt ở đây nè, lỗ bắt ốc nè. Lốc bơm này em vệ sinh nè, sạch sẽ cho anh em sẵn hết trơn rồi. Vậy anh em gắp lên là lụm thôi. Cái màu này bao đẹp luôn nha anh em, lốc bơm mới gã lần đầu luôn nha. Bao anh em là không tua một găng nào, không nứt bể, màu nhôm cực kỳ đẹp. Găng cỏ được khỏi bàn nha anh em. Đây. Găng này là găng của hang ốc cát chân nè. Thẳng tắp. Thẳng tắp luôn nha anh em. Không có bị chẹo, bị chiết gì trơn nha. Còn găng này là găng con ốc xả nhớt nè. Găng quan trọng nè anh em coi nè, thẳng tắp thấy không. Bao anh em là không chẹo, không chiết gì. Không nứt bể. Gon zin luôn nè, chưa cạo luôn nè anh em thấy không. Bao găng cỏ cho anh em mọi thể loại. Vệ sinh sạch sẽ từng ngóc ngách một. Về cho anh em với việc lắp lên lụm thôi. Lốc bơm hoạt động bình thường nha anh em. Nhẹ nhàng chứ không có kiểu bị sực 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 gì hết trơn nha. Đó. Nhôm nè, nhìn mặt nhôm nè anh em thấy phê phê rồi. Bạn quay nhẹ nhàng, bạn theo xe hết. Đúng không? NTN hết nha, đạn quay nhẹ nhàng. Anh em về xài luôn luôn.
em về nè, gon xanh của người ta mới gả lần đầu con theo xe con còn xanh lè còn dính nữa, thấy không? Màu này hết bài nha anh em, đó lốc bơm đó. Anh em vệ sinh lốc bơm em cũng có chỉ anh em rồi đó, lốc bơm mà anh em chỉ anh em lấy miếng xà bông chanh xanh lai á, anh em gỡ cục bơm này ra nha, nhưng mà anh em gỡ anh em chim bọc để cho nó đừng có dấu cho nó đẹp chứ không có gì hết trơn á. Đó. Lấy miếng xà bông xanh lai á, rồi anh em pha với hai trái chanh vô, rồi anh em quẹt nó đi, rồi ngồi chơi hút điếu thuốc gì đi, là anh em ba cái nhấc cháy cứng đầu cỡ nào cứng cho anh em hút xong điếu thuốc, rồi anh em lấy cây cọ anh em quẹt là tuột 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 hết trơn à. Rồi anh em dội nước lại, rồi anh em kiếm chai 3M anh em ủ, anh em ủ phơi cho khô, rồi anh em ủ là nó đẹp rồi. Rồi anh em gắp cục bơm vô đó. Lốc bơm này em bán giá 1,1 triệu, lốc bơm bao whip cho anh em luôn, đúng quay thái 110, găng cho anh em coi lại lần nữa nè, găng hang ốc gắt chân như mới, găng ốc sả nhớt thẳng tắp nữa, không hứa với anh em luôn giá này bao mềm 1,1 triệu. Còn cái dên này nè, tả cho đúng với anh em luôn nè, dên này tình trạng là trên xe là không gáy, tình trạng là trên xe là không gáy nha anh em, không gáy không giọng nha, nói chung anh em về xài luôn được luôn đó, là dên zin chưa có ép ít gì nghe anh em nha. Nè dên là tình trạng là dên zin chứ không có ép ít gì trơn nha anh em đó, dên zin chưa chạm, tình trạng cái dên này em bán về cho anh em xài luôn đó. Đó, nó có độ gơ mà độ gơ nó ít chứ không có nhiều đó. Đúng với anh quay thái cho mừng em bán về cho anh em xài luôn. Cái dên này em giao cho anh em là 1,4 triệu nè, nó 1,4 triệu nha anh em. Còn cái lốc bơm này 1,1 triệu, còn anh em lấy dên lốc này luôn 2,4 triệu đó. Chào anh em nha, anh em nào mến hú em dên quay trăm mười giờ tao bán cho anh em về ép lại không, nếu mà theo em biết không có ai bán dưới giá 1,2 triệu chứ, là người ta bán sát dên nha. Còn cái dên này là dên đầu lửa anh em coi nè, xe này rất ít chạy nha anh em, nó xe này rất ít chạy nha, đầu lửa cực kỳ whip luôn đó. Cái dên này nó thẳng với anh em á, tại vì em cảm nhận của em thôi, nó có một cái độ gơ hơi 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 nhẹ nè, thấy không anh em, nó cho nên em bán giá mềm gì cho anh em. Cái dên này đang trên xe là không giọng không gáy luôn, anh em về xài luôn được, còn anh em tự kỹ tính về anh em ép lại đó, nhưng mà theo em anh em về xài luôn đi, ép chi mất zin nổ đó. Combo dên lốc nè em giao cho anh em 2,4 triệu, còn anh em mua lẻ là cái dên này 1,4 triệu, cái lốc bơm này 1,1 triệu đó. Anh em nào mến thú em lốc bơm vệ sinh cho anh em, là nước nhôm nè anh em coi có cháy nhôm miếng nào không, bao đẹp luôn á chứ cháy. Anh em xài xà bông xanh lai với chanh nó không có độc hại nữa nè, nước nhôm nè cực kỳ nha anh em. Thôi rồi nước nhôm anh em lên xe thì miễn bàn nha, chào anh em nha, em bao anh em là không tuôn một găng nào nha anh em. Lốc bơm này lốc bơm whip luôn á, lốc bơm 2000 á, cái đời này cũng hơi khó kiếm nè, đa số nó KFLF không à. Đó, anh em nào mến hú em chào anh em nha.